làm. Okay, who want to try? The first time we will try the whole skin of coconut fruit by iron bamboo stick. Yeah, local people they make by hand. One day they can make about 100 of all the yeah. And coconut skin, they make coconut oil. Yeah. Okay. Hai bên này. Rồi đưa xuống đây thôi. Đây rồi tiếp theo thì ngay chỗ này. Rồi. Đứng trong này, hai tay hai bên đẩy xuống ha. Rồi. Mà để xoay. Ê coi chừng. Siêu xoáy hình thái. Cứ theo chiều của nó thôi xuống đây. Rồi. À. Có vẻ giống như công tử đi lột dừa quá vậy. Xíu cho nó bung ra hết luôn. Ê coi chừng quá anh. Anh làm cảm giác giống như nó sắp đâm vô cái cây đó đó. Anh xuống anh. Rồi. Lấy hàng lột thử lần nào chưa? À, coi kiếm con vợ nào dưới đây để con chỉ cho lột dừa. Lần sau là không lột bằng tay nữa. Lột bằng cái cây này hả? Lột bằng răng luôn ấy. Ok, rồi. Okay, hey Matt, now we have the flower. Coconut flower. Okay, this one. Wow. Cứ làm từ từ quen. Còn bên kia là kẹo dừa. Now we have some coconut candy. No sugar, for everyone can eat it. Kẹo dừa. Dạ, cảm ơn. Wow, nó còn nóng hổi à? Vừa thổi vậy. Dạ hai cái này khác nhau là cái dĩa nhiều dĩa thôi. Là đậu phộng. Nó có nhiều cái loại khác nhau bên trong. Ừ. Hello, đây. Okay, next everyone. This one the coconut fruit when we try the whole skill ready. The second we will hit. The water coconut, we make coconut whiskey or coconut caramel. Okay, when we hit, we body light it. This one, on the medium. Oh. Wow, có cái mọng dừa ở trong kìa. Wow, có cái mọng chưa? Ôi, trái đó hư rồi hả? Ok, now this one. Coconut fruit, when we take the whole skin and when we heat the water, make coconut whiskey or coconut caramel. And so we have the coconut skin. Yeah, we make some souvenir or we fry over that for cooking coconut candy. And homemade coconut fruit, we will cut. Then we take on the machine, get on the machine, then we bring this one, coconut meat. Yeah. Then we keep together by bananas, then we press. And get on the machine, when we press, we will have the coconut milk for cooking coconut candy. And this one, the kitchen, for local people, they know that coconut candy. Coconut shell, when we see the coffee is ready, we fire here. This one light it. 80% coconut milk and 20% barley sugar. We cook in here about 40 or 45 minutes. Quite cup candy local people they got it. With peanut, chocolate, pandan leaf or only coconut milk. After cooking 40 or 45 minutes, then we got this one. No problem. Okay, 40-45 minutes cooking. Then we put on the table about 10 or 15 minutes. Warm coconut candy seed will cut, then press over there. The last one on the machine, they cut it. And on the table, local people stay around there.
four colorless coconut candy. Nãy mình thử hết chưa? Thử. Ok, are you sure ready? Coconut candy with peanut. Rồi, cắt giùm con mấy miếng luôn đi cô. Dạ. Ok, next. You have look. Seaweed mac. Đây, bỏ vô cái khuôn này ha. Ép ra từng thanh rồi bỏ qua máy kia cắt thôi. Nhưng mà có điều tùy theo đều chưa? Không, em không bao tay ấy. Kẹo mày làm bao tay sao làm được? Vậy để dính thôi. Ở đây người ta nấu bằng mạch nha, chứ không có nấu bằng đường. Mạch nha với lại sữa. Ready? Rồi tiếp theo qua bên này. Ok, the last one. Trời ơi, tao bác. Yeah, after this, who want whiskey, follow me. About 79. Không want to try, you sit there and call it loud. Đúng không bạn? Thử được hả? Để quen coi nhìn đâu tác. Qua đây ngồi này. Qua đây ngồi. Qua đây ngồi này. Qua đây ngồi. Ngồi xuống trước đây ta chỉ cho là. Đây em qua quay cho Lý Hương. Nói. Rồi. Chị Hương làm lại cục khác đi. Làm thêm cục nữa. Bỏ vô. Okay, nói chung là cái gì cũng phải tự luyện tập ha. Đây một thao tác mà làm ngày làm mấy trăm lần, mấy ngàn lần nên rất là. Hồi nãy Lý Hương có nói là tại sao không đeo bao tay thì anh chàng hướng dẫn viên ảnh nói là tại vì là bằng kẹo mật nga gì đấy thì nó sẽ dính à, nên đeo bao tay vô nó sẽ dính. Và mọi người có thể là mua ở đây. Mua cái sản phẩm ở đây, uống rượu ở đây. Em try một miếng thôi. Xin mời. Yeah. Ờ quên, đang ăn kẹo dừa, thế nào cũng sẽ bị ngọt. Bây giờ Lý Hương sẽ rượu. Ê, rượu này rượu gì, tên rượu gì anh quên mất luôn. Rượu dừa đúng không? Nó sẽ nghe cái mùi béo béo của dừa đúng không? Một ít cái mùi nước dừa thôi. Muốn mà quen nhiều cái nồng độ nó thì trong cái quả dừa nó lên men từ cái cá ra luôn, thì nó sẽ nhiều cái mùi dừa. Nhưng cái này uống tương tự như rượu gạo. Không có nghe cái rượu nghe đắng không mà, đâu có nghe béo béo gì đâu. Béo béo đâu mà ra uống rượu mà ai uống béo. Hồi nãy ông thần kia ông nói béo rồi. Đắng không mà anh, em không có nghe béo. Em không nghe béo. Rửa tay á. Tắm rửa tay rồi cho nhiều thứ. Đây là cái áo mà. What do you want that spoon for? Don't
đây là thành phẩm rồi quý vị, thủ công mỹ nghệ ha. Một cái sản phẩm như vậy thì có giá là khoảng vài trăm ngàn ha, 100 cho đến 200 mấy thôi. Một ngày như vậy chị cưa khoảng bao nhiêu cái chị? Cái này 2 ngày mới xong. Trời, 2 ngày mới xong một sản phẩm quý vị ơi. Quá cực công hả chị? Cực không? 2 ngày nhưng mà mỗi ngày, mỗi ngày như vậy là khoảng bao nhiêu tiếng chị? Cũng làm như người ta vậy đó. 8 tiếng. 8 tiếng cho một cái bức mà khoảng là 2 ngày ha. Ồ. Dạ. Đây là gọi là cưa cưa ốc ạ? À? Cưa lỏng. Cưa lỏng. À. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô đây để ăn cái cây. Đây Lý Hiền ơi. Trả nha, mình trả vô nha. Ok. Cà lem. Em ơi. Ăn cà lem không? Ăn cà lem không? Cà lem ha. Cà lem dừa. Ok, cây bao nhiêu vậy anh? Cây 10 ngàn. Dạ, cho em 2 cây. Dạ. Kem dừa ha anh? Kem dừa. 2 cây. 1 cây cho bạn kia trước đi. Bạn kia cầm, em 1 cây. Đây. Ở phía ngoài nó có cái lớp gì anh ha? Lấy giấy. Mũ. Mũ. Rồi, ok. Mát lạnh luôn. Ừ. Nó cũng hơi đá nhiều Lý Hiền ơi. Bây giờ chúng mình sẽ đi vô ăn trái cây không? Đá khá là nhiều. Một đoạn dài á quý vị. Rồi Lý Hương ăn kem. Nghỉ lên xíu đây. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.